Giám đốc doanh nghiệp rút rúng dọa bắn người đi đường ở Bắc Ninh khai di Liên quan đến sự việc người đàn ông sử dụng súng dọa bắn người đi đường gây xôn xao dư luận, Công an thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ khẩu súng và làm việc với người đàn ông này. Sau khi nhận được thông tin, trên địa bàn xảy ra sự việc một người đàn ông sử dụng vật nghi là súng đe dọa người đi đường. Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an thành phố Bắc Ninh khẩn trương xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định danh tính người đàn ông cầm súng trong clip xuất hiện trên mạng xã hội Facebook là Nguyễn Văn Sướng, 52 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Hàm Long, địa chỉ tại số 15, đường Hai Bà Trưng, phường Rủi Hoa, thành phố Bắc Ninh. Tại nhà sướng ở khu Lãm trại phường Vinh Dương, cơ quan Công an xác định ô tô màu đen hiệu Ford mang biển kiểm soát 99A30630 là chiếc xe sướng đã sử dụng như trong clip được cư dân mạng chia sẻ. Đồng thời, Công an thu giữ một khẩu súng là công cụ hỗ trợ nhãn hiệu RC88, số hiệu năm r 2 viên đạn cao su và một viên đạn hơi cay. Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Sướng khai nhận do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông với phương tiện xe tải nên đã sử dụng khẩu súng trên để đe dọa tài xế. Như báo đã thông tin, chiều ngày 5 tháng 9, mạng sổ chôn giao vụ việc một người đàn ông rút súng đe dọa người đi đường đoạn qua địa phận công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, bài viết đăng tải với nội dung các rễ ốt vốt ở khu vực cầu Nga Bắc Ninh do đường hẹp tài xế xe 99A sơn vượt không được đã tìm cách ép tài xế rồi xuống xe rút một vật giống súng quân dụng ra đe dọa tài xế không cho vượt kèm theo bài đăng là hình ảnh một người đàn ông trung niên cầm vật có bề ngoài giống rúng đang dơ lên thị uy và hình ảnh chiếc xe biển kiểm soát 99A30630 được cho là của người này. Sự việc được cho là xảy ra tại khu vực Cầu Nga, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.